nhớ nhá. À chết rồi, còn quên một cái nữa. Đó là thầy Hùng bảo Lan đi hái rau. Vườn có rau không? Có rau gì ngoài vườn không? Rau đẹp rồi. Có rau à? Ờ, để xem tí mình đi hái rau nữa. Để làm một món rau nữa. Để đi hái luôn đi. Đây mới có cá với thịt thôi. Thế giống chai ở đây quạt cá nhá. Để Lan đi hái rau. Cái rau này đây cần phải không ạ? Có rau gì thì ăn rau đấy vậy. À, nhà Lan có cả một vườn rau ở đằng trước luôn. Đấy, nhà Lan này thì có vườn rau đàng hoàng, ngon lành chứ. Ôi ôi, rau cải mê của người Mông luôn đây này. Cải này ăn ngon lắm này. Hái một ít cái rau này, rau thơm này về để ăn cùng cho ngon. Rau mùi. Rau này Lan trồng hay là mẹ trồng? Mẹ trồng. Mẹ trồng thôi nhỉ? À, vừa Lan đi học suốt gì? À, lúc nào về nhà thì vẫn tưới rau bón phân đúng không? Vâng. Ờ. Đây mấy cây rau cao. Hãy ít ít thôi để dành không thì lại hết. Đây là em trai của Lan. Em trai Lan là học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 à? Ừ, tỉa nên nắm nhỏ nhỏ về để nấu canh thôi. Không thấy cải này chắc là tỉa nhiều rồi, thấy còn được ít lá nữa. Thế đây là bà, có phải bà không? Bà ngoại à? Chứ còn bà nội mà vẫn ở với Lan là vẫn ở trong làng Linh đúng không? Ờ. Thôi tỉa bớt sang đây một ít lá nữa, không tỉa cho đây cụt hết rồi. Mỗi cây tỉa một lá thôi. Cái lá nào nó bị sâu nó ăn nhiều thì cấu đi cả. Cái lá sâu ăn nhiều ấy, nó sơ ấy. Em trai này có vẻ làm nhanh nhỏ nhạn nhạn đấy nhỉ. Thế được rồi. Vườn rau có khoảng 9m2, 10m2. Đây bên này là nhà bác của Lan. Bác đang bảo bác gái ấy, bảo gọi sang cho ít rau ở trên đồi kia. Nhà bác của Lan thì cũng khó khăn lắm đấy. Bảo là ở một mình nuôi một đứa con. Đây ở cái nhà tạm này. Trước mua được một ít tôn về để quay xung quanh. Ờ đây. Đây nhà cháu đây á? À có nhà bác là có cái đứa con mà tóc xoăn xoăn đấy thôi đúng không? Ừ. Đây hai mẹ con ở cái đây. Nhà bằng cột bương cột tre thôi. Thế bác đây là không đi lấy chồng à? Có. Bác thấy chồng bác đâu? À, chồng bỏ à? Bây giờ là ở đây. Thế cái tôn này là tự mua hay là ai cho đấy anh? Tôn này là trước bán hai con dê để mua. À bán hai con dê để mua à? Ừ, trước làm nhà không có gì nữa. À. Nhà còn đúng hai con dê chị bán đi để mua. Vâng. Thế là đẻ đứa nhỏ nhỏ ấy xong là chồng bỏ à? Ừ, chồng bỏ. Vâng. Có mấy cái tre này bị mọc hết rồi. Vâng, mọc vâng. Hết rồi, sắp đổ. À, mừng tre này thì trả được mấy? Chưa, được cũng 1 năm thôi. Vâng. Thế là nhà giờ còn bao nhiêu con dê nữa? Nhà hết rồi, không còn nữa. Hết rồi à? Còn mấy con gà. Đây nuôi được ít gà, ít ngan đó ở đây. Được ngan, nuôi được ngan to nhỉ? Chị tên là gì nhỉ? Chị Su. Chị Su à? Vâng. Chị Su ấy, bác của Lan đây cũng khổ. Ở đây thấy nhà nào cũng khổ cả. Có nhiều nhà khổ. Vâng. Đây, hai bác cháu đang hái rau đây, không biết mình xem có trèo lên không. Bạn Linh nhìn đến lúc nào này? Em ạ. Ừ. Em vừa xuống. Ờ. Ôi, cháy cá rồi. Chú mua được lợn cho chú. Mua được rồi.
Mua là các cô chú mang về hôm qua rồi. Em cũng có hỏi được ai không? Hỏi rồi. Nhiều lắm. Ủi thế mà không bảo. Không bảo thầy Hùng thầy liên lạc cho chú. Thì em cũng không có số. Số nhà máy kia. Giờ em đưa anh chú cứ đi xem nhà nào còn mua nữa thì. Ừ, hôm nào ấy thì chú bảo nhá. Bán nhiều lắm. Ừ. Năm hôm đấy thì mua lợn đắt quá. Cần bao nhiêu? Một con lợn hơn 8 triệu. Thì một cân bao nhiêu? 150. Thì bây giờ cũng 150. Ở trong đấy nếu mà nhiều thì chắc rẻ hơn chứ. Ở trong đấy cân. Ở trong ấy bán bao nhiêu? Cân 120. 120 nó tầm 120-130 nhưng mà hôm nay bí quá đâm ra phải mua. Trong lúc em cũng biết hai đứa mà mua đấy. Yeah. Nó mua của nhà đấy đi bán cho chú ấy. Thì yeah. Nó mua nhà nó 100 giờ là chú. Nó bán cho chú là 150. Ừ, nó lên lãi rồi đúng không? Đúng. Trong lúc Lan đi hái rau thì giống ở nhà trông cá để cháy rồi. Ừ. Để bụng nó ở dưới lâu quá. Mà không sao, cá này nó có cái mình không đánh vẩy đúng không? Đúng. Ừ, vẫn còn vẩy, nó cháy tí vẩy không sao cả. Nó cháy sao nhỉ Lan này. Trong đôi chút. Ôi lên chè, y của em tên nó hay lâu mừng. Cái nước ấy chắc không ngấm được người ấy đâu quá. Chưa cháy được đâu. Đang cá lửa đồ. Gà này khi gần được rồi ấy, thế đun án đâu rồi. Gà. Rồi. Từ từ để đi lấy cái đũa để xiên thử không nào. Ra. Đi xiên cho mình. Đi. Ui. Quẩy rồi. Dừ lắm rồi. Dừ lắm rồi. Không thể. Được. Ừ. Giờ bắt ra thôi. Lấy cái nó tay bắt. Mang trong nhà không vớt ra. Mấy nước để nấu măng nhỉ anh nhỉ? Có măng đúng không? Măng thì cho nấu cùng với nước gà này. Cho ngon. Chín chưa? Chín đùi, nhừ lắm rồi. Mùi gà này cũng không phải gà bản mình nên nó nhanh chín lắm. Nhiều quá rồi. Đây là cái này là xôi đấy, còn nếu mà luộc còn nát hơn nữa. Luộc bóc hết ra. Đấy, để nguội một tí nữa. Chặt. Các bạn. Cái tiết này tí lại phải cho vào nồi canh rồi, quên không bỏ vào. Để cao lên chỗ nào không mèo ấy nhá. Thế em Linh hạ cái mâm kia xuống, đặt lên trên cái mâm ấy. Xong xem có cái gì để đậy cái con mèo đấy. Thế này vẫn phải có người trông ấy. Con mèo nó nhảy lên được ấy. Đây cho cái nước nồi gà lên để nấu măng luôn. Hai thằng nữa. Đây. Vâng. Đây bác cho rất nhiều rau cải đây rồi. Cải này vẫn là đầu mùa đấy nhỉ. Rộ rộ phải sang mùa xuân thì người Mông mới trồng được nhiều cải, mùa đông mùa xuân. Chụp mấy cái ảnh họ mùa xuân đẹp rồi. À. Chú ơi có ô tô đấy. Ô tô á? Hôm qua á? Hay bao giờ? Lúc mà buổi sáng thì có bé đi chơi. À. Chỗ ô tô thì chú ấy có ô tô. Chú nhiều tuổi không? Có.
À, hôm qua đi ăn mới ngồi cái suýt tí về mẹ. Đói quá. Đau bụng. Cháy mẹ cháy tiếp bây giờ. Nguy hiểm nhỉ? Nguy hiểm. Tốt nhất là Lan mà lấy cái bát đây. Để bỏ gấp hai cái miếng thịt ra. Để con xoay cái mấy cái mặt kia cho nó chín. Thảo chỉ là muốn lấy tính xong chứ là một sắc mấy em không có thằng Linh em chán á. Không có Linh dẫn đi để làm quen với các bạn là chán đúng không? Đúng. Đi toàn đi cùng với gái luôn. Đi là thằng Linh nó cứ trốn đi nơi chơi với gái à? Không, là em đi cùng với bạn gái thôi, không vui mấy à. Linh thì nó chỉ thích đi với con gái thôi. Không, thì nó mới tán được. Em đi tìm con gái cho chú ấy. Ờ, nào tìm cho chú nhá. Nhớ đấy. Nhớ luôn. Nhớ đấy. Đây vẫn đang đặt hàng Linh này đi tìm người yêu cho Zubatan này. Tìm cho một cô gái bản. Mấy đứa kiếm một cô gái bản để lấy vợ. Gái bản nó có chịu khó làm việc. Ừ, gái bản chịu khó, hiền lành. Chửi với tâm bố. Nhưng mà con gái người Mông thì yêu nhiều nhiều đứa. À, cái lúc yêu này yêu rất nhiều đường người đúng không? Chỉ kiếm một người thôi. Đúng. Nhưng mà như thế thì tìm ra chú phải tìm cái em nào mà em ấy không yêu nhiều người ấy nhá. Đâm một cái thằng chết nào. Thằng chết là tao thấy tao chưa thằng này đâu. Đâm một cái thằng. Thế mấy bạn này có hay yêu nhiều người không? Con Linh ấy, con Linh. Linh yêu nhiều người à? Thôi đừng nói một tí nó không không có. Ba người. Linh yêu ba người. Facebook thấy ảnh thấy nhiều người like thế. Toàn là người yêu like. Thế à? Có một bạn Linh này là có ba người yêu rồi. Bạn sau thì chưa. Bạn sau chưa. Có chứ. Chưa. 1 2 hay là 3. 4 3. Ba người yêu. Hay là 3. Lam chưa có. Lam thì đúng là chưa có được. Lam thì ở nhà thôi. Thế còn bạn giống kia thì sao? Giống kia có. Không, giống kia. Giống kia có 1. Giống kia có 1 nhưng mà bỏ rồi. Giống ngày xưa là người yêu của ấy à? Ừ. Người yêu của giống này à? Người yêu của Thanh. Thanh nào? Thanh mà có phải Thanh ở ấy không? Thanh ở trên tài chữ không? Thằng đó ở chỗ ngoài. Ngoài nhưng mà nó còn bạn thế, thế còn bạn bầu bầu có nhiều nhiều mà nó toàn người lớn rồi. Thế à? Thế à? Nhưng mà chưa có vợ ấy. Bầu thì 10 đến 30 con thì không biết. Lúc mình còn đi canh cẩu nó còn đi chơi về mà một thằng to to nó lai về chứ con sông canh cổng trường cái cổng trường ấy. Thế là thấy to quá không thì để đánh nó rồi đúng không? Không. Đừng định canh để đánh nó như thế nó to quá thôi. Không canh chung cho nó ra ngoài thôi. À, đó là mình làm nhiệm vụ canh cổng trường gì? Thầy Hùng thì có việc trở về trường nên là mấy cái phần nấu nướng này thì để chủ nhà với lại mấy thầy trò chú cháu ở đây là làm nó cũng không được chuyên nghiệp lắm đâu. Hy vọng là nó chín rồi. Trò chuyện nhiều quá nó cháy rồi. Ừ, mải nói chuyện quá. Chuyện ở trên. Cái lúc chú xuống dưới đây bọn em nói chuyện hơi nhiều ấy. Bình thường không nói chuyện mấy à? Thầy Hùng bảo là các trò của thầy Hùng là biết nói chuyện mà biết được nhiều cái. Buồn cười nhất thầy Hùng bảo là biết uất trầu. Uất trầu. Còn nhiều bạn không biết uất trầu. Uất trầu. Uất trầu. Cảm ơn chú. Các bạn ơi, như vậy là cái quá trình mà mấy thầy trò nấu cơm chuẩn bị bữa cơm tối nay đã xong rồi.
thì đây là các em học sinh trong nhóm thầy trò vùng cao sẽ được nhận cái phần quà từ cô chú Xuân Hòa đến từ Mỹ. Thì cái thời điểm mà nhóm thầy trò vùng cao đến thăm nhà em cha ở trên Tài Chử thì đã tạo được rất nhiều cái thiện cảm đối với khán giả, và đặc biệt là cô chú Xuân Hòa đã rất là yêu quý các em, và mà hoàn cảnh các em đây cũng đều là khó khăn cả, thì cô chú có gửi tặng cho các em ấy một cái 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000. Thì bạn Giống, bạn có việc đột xuất phải về nhà thì mình đã trao lúc trước rồi, còn đây còn 5 em cùng với lại bạn Lan đây thì là sẽ nhận một cái suất quà riêng của kênh cũng trị giá 500.000. Thì bây giờ mình cùng với lại thầy giáo Hùng sẽ trao nhanh cái không sao giữ nguyên thế, giữ cao một tí mất mặt vừa thôi, thấp xuống một tí ạ. Rồi ok, thì bây giờ sẽ đây, bây giờ sẽ nhờ thầy Hùng cùng với cả mình để trao cái suất quà này cho 5 em học sinh. 1, 2, 3, 4 cho một cái trong ví rồi. Đây, nhờ thầy Hùng trao cho các em để em lấy thêm. Trước khi trao cho học trò thì em cũng xin phép được thay mặt các em học trò ở trong kênh thầy trò vùng cao cũng gửi lời cảm ơn tới kênh Du Vê Than và các mạnh thường quân đã đóng góp ủng hộ những món quà rất là ý nghĩa to lớn tới các em ở trên vùng cao. Rồi những món quà này thì rất là quý giá, cũng là để cho các em trang trải cùng với gia đình bố mẹ được một phần nào đấy, là các em sẽ đi mua gạo. Chỗ này thì cũng là được lửa tạ gạo rồi, lửa tạ gạo thì các em sẽ đóng góp cùng với gia đình là cũng ăn được 2-3 tháng. Thì thay mặt các học trò mình cảm ơn kênh Du Vê Than và cảm ơn các cô chú đã có những món quà rất là giá trị và ý nghĩa gửi cho các học trò của em. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời thầy trao cho các em trong nhóm Quần Lan thì em trao riêng tiền của kênh Du Vê Than để cho mọi người này nhầm lẫn. Đây còn đây là phần quà của quỹ từ thiện Du Vê Than tặng cho Lan. Cảm ơn các cô bác chú ở trên đây và cảm ơn các cô chú. Cảm ơn các cô chú ạ. Bây giờ thì mời quý khán giả cùng với lại thầy trò vùng cao cùng với lại các anh chị trong gia đình sẽ dùng bữa cơm do tự tay các học trò nấu buổi chiều hôm nay nhé. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Và các em gọi ông bà không, còn ai không? Lan đi mời các cô chú đi. Đây là bên nhà, đây là nhà cậu hay nhà chú của Lan nhỉ? Đây là bà nội. Bà về được rồi đây gì? Bà đi. Tức là bình thường là Lan vẫn ở với bà ấy đúng không? Là ở cái nhà nhỏ nhỏ bên kia hả? Tối ngủ đấy hả? Vâng. Thôi thế mời bà xuống ăn cơm đi, bà bỏ quần áo mưa ra. Vâng. Bà bây giờ bà mới về tới đây. Vâng. Đấy chiều nay cũng có hỏi suốt bảo 2 lần vào đây nhưng chưa gặp bà. Vâng. Thế hôm nay phiền gia đình một chút. Vâng. Thôi cũng chả biết nói gì hơn là cảm ơn em rất là nhiều đã có những cái món quà ý nghĩa đến tới học trò của anh. Ok em nhá. Giờ nha, mình ngắn gọn thôi, còn uống rượu cảm ơn các anh các chị trong gia đình nhá. Anh ơi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn các cô các chị ở trong gia đình nhá. Vâng. Đây là bà của Lan nhưng mà trẻ lắm. Rồi cảm ơn mấy đứa mày vào bếp vất vả nhá. Ôi nào sâu đậu. Ok. Linh nào giống nào, không biết thằng nào giống nào, Linh cứ lộn hết cả vào nhau. Giống nào đen, Linh nào đỏ. Cái nhớ Linh là thằng tấn gái giỏi rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm qua là nhà gạt. Nhà làm cỏ lương nên không đi xuống dưới đón chung đón xem xòe được đúng không? Ok thôi mời tất cả mọi người. Vâng, chúc khỏe mọi người nhá. Ở đây các món ăn này rất là phong phú luôn, cá chép om dưa, gà luộc, măng rừng nấu với lại nước luộc gà, cá lướng, rau cải luộc rất ngon, này rất nhiều món ngon luôn rồi. Hôm nay thầy hơi bận tí nên không tham gia cùng học trò được, nhưng hôm nay các em chưa làm hết không? Trong các học trò của thầy Hùng ở đây thì là Lan là học có vẻ là nhỉnh hơn đúng không? Được học là nhỉnh hơn các bạn một chút đúng không? Học toàn học sinh khá giỏi từ năm lớp 1.
đến tận bây giờ. Có nghĩa là luôn luôn là đi đầu gương mẫu trong các phong trào học tập của trường. Vâng. Vì hơi nhút nhát thế thôi nhưng mà em có cái lực học tốt lắm. À. Như lớp 8, lớp 9 là sắp tới sẽ có thi học sinh giỏi cấp tỉnh ấy đúng không? Đi thi học sinh giỏi này này phải từ cấp huyện á. À cấp huyện đâu phải cấp qua huyện, được qua được qua vòng huyện đúng không? À đúng rồi, cấp 2 là phải qua vòng huyện rồi mới lên, rồi cấp 3 là nó thi thẳng tỉnh luôn. Đúng rồi. Ừ. Hy vọng là hôm tới này mà Lan mà đi được thi tỉnh thì tốt quá. Nếu mà có cái tin vui đấy mà báo đến với những khán giả xem trên kênh thì quá tuyệt vời. Lan này phải cố gắng lên. Em nói là học giỏi bên những môn tự nhiên. Còn môn xã hội thì môn xã hội là cũng học được nhưng mà do cái ngôn ngữ địa phương nên là em nắm bắt so với những bạn ở dưới phòng dưới là hơi chậm hơn. Hôm em cũng có hỏi chuyện mà thấy nó bảo thích học toán mới học hóa. Hỏi các môn tự nhiên thì em nó nắm bắt nhanh lắm. Thế đấy. Nhưng nếu mà đi thi học sinh giỏi thì nhưng mà hình như là bên khối trường bán trú hay là nội trú là có hệ thống thi riêng đúng không? Không thi chung với các trường kia đúng không? Hay là thi, không, thi chung nhỉ? Thi chung. Vẫn đi chung à? Lên cấp 3 thì tất cả huyện là cùng thi chung và trường nội trú, ví dụ như huyện họ lấy trường nội trú cấp 3 ấy. Không, em đang nói thi học sinh giỏi cơ. Thi học sinh giỏi có chia bảng ra nội trú riêng thi riêng với nhau không? Chung hết. Chung à? Chung thì nếu mà thi môn tự nhiên với các trường kia là cũng khá là khó. Khó đấy, nói khó. Chung là anh tỉnh nằm bắt gì tay của nó. Như này là em cũng sáng đây. Cũng học ngang cơ với lại giống khí nhá kia. Giống là học là đi đầu của trường luôn. À đấy à. Khí nhá kia à. Giỏi lắm. Thế thì tốt quá. Một kia. Môn tự nhiên. Còn môn xã hội. Kia kia tôi chạy về ông trả. Về cái ngôn ngữ. Do em cũng ít được va chạm với những người dưới và người đa số. Hello. Hy vọng là em sẽ nhận được thêm nhiều tin vui từ thầy Hùng nhá. Hy vọng là trong thời gian tới cái thế hệ học trò này ra trường đi thi vào các trường này rồi tham gia các kỳ thi của huyện của tỉnh thì hy vọng là sẽ nhận được những cái tin vui mà thầy báo đến cho kênh nhá, để các khán giả đang quan tâm đến các em này sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều khi mà biết cái gì không. Sâu thì lại là học giỏi về một môn khác. Đó chính là bên năng khiếu. À. Về ca múa nhạc hát rất hay và múa dẻo lắm. Ok. Nói chung là các em nắm bắt để so ở trong trường ấy. Ninh Sâu Bo thì lại là có cái năng khiếu về bên gọi là chuyên ngành nhóm 2. Vâng. Là bên văn hóa văn nghệ. Các em nắm bắt rất nhanh. Ok. Em sẽ đợi tin vui từ thầy. Ninh này thì là ở dưới trường văn hóa nghệ thuật. Vâng. Thì cũng là xem của lắm cũng đánh tiếng. À. Cũng bảo công nhận là nếu mà học xong lớp 9 thì nó xuống là theo nguyện vọng của em. Còn nằm mạng đài mất cái đi xuống học thì nhà trường cũng gọi là ủng hộ để vâng, vâng. Được đi học. Anh em ăn đi sang kia nhận lấy hàng á. À vâng, lát quay lại anh nhá. Tí quay luôn nhá. Đấy thì là bởi vì mình cũng đang lo là như này. Cái vấn đề là sau này các em nó đi học xong ra trường thì làm gì bao nhiêu năm học khó đúng về liệu có xin được việc hay không. Vâng vâng. Đấy cũng là một cả một quá trình nó cũng dài đấy. Vâng. Thì bây giờ xin việc nó cũng rất là khó vì những cái trường bây giờ trường các em học lớp 9 xong thì đi học về những cái xã nào mà họ cần và thiếu ấy, thì cũng có thể là xin dễ thôi. Pin vẫn còn hết ạ. Đây là bà của Lan, thực sự là bà nuôi thôi đúng không ạ? Nếu tính ra là bà nuôi thôi nhưng mà rất là tuyệt vời. Đấy, bà trông như mẹ luôn đấy. Bà như mẹ luôn, trông nom từ nhỏ luôn đến bây giờ. Bây giờ tối là vẫn cứ ngủ với bà đúng không? Bây gần đây mẹ về thì mới ngủ với mẹ thôi đúng không? Vâng. À đây thì bây giờ là bố của Lan thì đi lang thang rồi nên thì là chỉ có là mình nô tiệp bế rồi. Bây giờ là tất cả là cái mẹ của Lan là hay đứa con ấy là cũng ở với nhau mình ạ. Vâng vâng. Ở với bà. Thế còn cái nhà cũ ấy mình có định sửa sang để cho mẹ con sang đấy ở không hay là cứ để không để phí quá nhỉ? Cái nhà to này bây giờ là cái nhà gỗ này là cái nhà ngày xưa là người ta ở trên có con là mình chỉnh xuống đây nên là mình để làm kho này, mình để thấu để làm kho thôi à, chứ đang không phải là nhà của Lan đâu đúng không? Không phải, đúng là nhà của Lan, nhưng mà bây giờ là trước thì là mình lấy chồng thứ hai rồi mình để cái nhà cũ đây để cho
hai vợ chục mẹ của Lăng ấy, bố của Lăng. Bây giờ là nó để bố đi làm nhang rồi, thì chỉ cái nhà xuống lên thì là mình để bắt kho thôi. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ là cái ba mẹ con là với nhau của bà. Vâng. Bây giờ là ba đến thì có hai bà có một người trang trại ở đứng đây. À, vâng, bà còn làm cả trang trại trong kia nữa. Vâng ạ. Vâng. Thôi. Thì vâng ạ. Thế thì bây giờ là chắc là sang năng nữa thì có điều kiện đây bây giờ là phải làm một cái nhà riêng cho nó mẹ của Lam ấy. Vâng, vâng. Thế nó này là chưa có điều kiện nên mình không có tiền. Vâng, vâng. Vâng ạ. Thôi, cảm ơn bà nhá. Ăn mạnh nha mấy đứa, đều ăn đi nhá. Được chưa? Ăn xong rồi tối nay, hôm nay là chủ nhật rồi, tối chủ nhật. Về xong là ngủ luôn. Còn tiền ấy thì hôm nay chủ nhật thì chúng ta không về nữa. Vì là tuần sau mới được về, đúng chưa? Đúng chưa? Đúng. Thì với cái mục đích thầy cũng chưa quán triệt các em. Cầm tiền. Tiền thì nó số tiền là lớn, đúng chưa? Nếu mà không giữ được thì về cầm về nhờ các thầy cô giáo chủ nhiệm giữ hộ. Nhá, đúng chưa? Sau là về thì cuối tuần các em về. Nếu nhà bạn nào mà có điện thoại thì liên lạc với cho bố mẹ thì các em bảo là lúc em bảo là muốn mua cái gì nhỉ? Mua gạo gì? Mua gạo thì bạn nào bố mẹ tự đi mua được thì đưa tiền cho bố mẹ mua, đúng chưa? Mà bạn nào mà bố mẹ bảo là không biết chỗ mua ấy thì liên hệ với thầy thì thầy sẽ mua cho, xong rồi mang lên tới trường thì bảo bố mẹ ra lấy nhá. Nhớ là về trường ấy, một là tiền phải cất cẩn thận, nhớ chưa? Hai nữa nếu mà ấy không có hòm hoặc là cảm giác là giữ tiền không an toàn thì các em đưa cho các thầy cô chủ nhiệm nhá. Thầy cô giáo chủ nhiệm để cầm cho các em. Thì đúng ngày chủ nhật thì cuối tuần sau là chiều thứ bảy thì các em về thì em gọi bố mẹ ra luôn nhá, nhớ chưa? Chứ thầy cũng không thích các em là cầm tiền món tiền to này là cầm đi cầm về ở trong túi quần ở trong trường đâu. Một là sẽ bị rơi này, hai nữa là có thể là mất đi thì nó sẽ bị lãng phí những cái món quà ý nghĩa của các cô các chú mà gửi cho các em, đúng chưa? Nên là tí nữa về đến trường cái thì các em đưa luôn cho thầy cô giáo chủ nhiệm, nói với thầy cô mà cái tiền này là chúng em được nhà các cô các chú ở bên kênh YouTube Dua Than là gửi tặng cho các em, thì em nhờ các cô các thầy thì giữ cho em, thì cuối tuần em về em gọi bố mẹ ra mua gạo để mang về, bây giờ em giữ không được, nhớ chưa? Nhớ phải bảo như thế nhá. Vâng ạ. Thầy quán triệt rõ ràng nhá, nhớ chưa? Rồi, ok, thầy dặn các trò đấy. Rồi còn nếu mà bây giờ về trường ngay mà sợ nó ngại là không cầm được thì cứ để thầy Hùng cầm tạm cho cũng được. Trong khi nào mà giờ về khả năng có khi có thể là không gặp được hết thầy cô chủ nhiệm đâu. Thì để thầy Hùng này cầm tạm cho, xong rồi lúc nào thì thầy đưa cho cũng được, cũng không nhất thiết là về thầy. Ý trên đường về cứ đưa hết cho thầy, nhớ chưa? Nhớ. Để thầy cầm cho. Rồi mấy thầy xong trò ăn ngày mai sáng hôm mai tiết chọc cơ ấy. Tiết chọc cơ thì các thầy cô ngồi trên đấy hết, thì bạn nào ở lớp nào đưa luôn cho thầy cô chủ nhiệm. Thì để thầy cô chủ nhiệm sẽ tự động để gọi cho bố mẹ các em, nhớ chưa? Ok, có lẽ là video của mình cũng sẽ dừng ở đây để cho mọi người ăn cơm xong còn về, vì ngoài trời đang mưa mà cũng muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo của kênh Du Ba Than. Xin chào tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là chào team thầy trò vùng cao nào. Xin chào, rất nhiều nhá. Chào cả team nhá, chào các cô các bà ở bên này nhá. Và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ. Vâng.